xem tử vi năm 2024 cho nữ mạng Giáp Dần, sinh năm 1974. Giáp Dần lập định tri hổ, tức hổ tử lập. Tuổi vào năm 2024 là 51 tuổi, sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1974 đến ngày 10 tháng 2 năm 1975. Ngũ hành bản mệnh đại khê thủy. Tướng xương, tướng tinh, xương con cọp, tướng tinh con trâu. Xem tổng quan vận hạn năm 2024 của nữ mạng Giáp Dần như sau. Xét về ngũ hành, người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc hành thủy. Gặp năm 2024 là ngũ hành hỏa, mối quan hệ sinh xuất xấu. Theo đó, năm nay mọi việc đều hao tổn, bản thân sức khỏe có thể không được tốt, các công việc tiến hành đều không thuận lợi và gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, những khó khăn này đều có thể giải quyết và đạt được kết quả như mong muốn. Chú ý vào tháng 5 âm lịch năm 2024 là tháng hỏa vượng, nên người tuổi này làm việc gì cũng cần cẩn trọng, hao tổn tiền bạc hoặc gặp muộn phiền đưa tới. Xét về thiên can giáp, gặp năm thiên can giáp là tương trợ. Trong năm, công việc chủ nhân tiến hành thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Năm nay, có sự hung hạp đầu tư làm ăn kinh doanh chung với người khác. Ngoài ra, nếu tiến hành bất cứ dự định gì mong muốn thực hiện trong năm có thể tiến hành. Xét về địa chi Dần gặp năm địa chi Thìn, mối quan hệ bình hòa. Trong năm này, công việc làm ăn của người tuổi Dần không được như ý muốn, cũng không gặp được nhiều may mắn. Cùng với đó có sự tương khắc. Điều này, công việc không nên tiến hành những thay đổi trong năm, bởi nếu có thay đổi thì cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Luận về cung phi. Cung phi là đòi ngũ hành kim, gặp cung phi trấn ngũ hành mộc, mối quan hệ tuyệt mệnh. Đây là năm dự báo sức khỏe của quý nữ tuổi Giáp Dần không được tốt, công việc cũng như tình cảm vợ chồng không được như ý muốn. Theo đó, làm ăn hay đầu tư mở mang không được thuận, tiền bạc cũng gặp bất lợi. Kết luận, năm Giáp Thìn 2024 sẽ đem đến nhiều cơ hội lẫn thách thức. Trong công việc, nữ mạng Giáp Dần sẽ có sự mở mang và tính toán mới. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn trọng để tránh những sai lầm đáng tiếc. Trong năm này, cũng may mắn đến với quý cô nhờ có quý nhân hỗ trợ. Tuy nhiên, về mặt gia đạo, quý nữ có thể gặp một số thách thức và khó khăn và cần phải tìm cách giải quyết để giữ được tình cảm gia đình được đoàn kết và hòa hợp. Sức khỏe trong năm cũng cần được chăm sóc thường xuyên để tránh bất lợi. Xem tử vi năm 2024 của nữ mạng Giáp Dần, sinh năm 1974, luận về sao chiếu mệnh. Sao La Hầu. La Hầu nghe tượng vĩ vang, thản nhiên tài ách giữa đen phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khẩn Phật rõ ràng mới yên. Năm 2024, người tuổi này gặp sao La Hầu chiếu mệnh là hung tinh có thể mang tới những điều không may mắn hoặc những điều dự có thể liên quan tới công quyền tranh cãi. Bên cạnh đó, nữ mạng Giáp Dần cần lưu ý có chuyện thị phi, bệnh về mắt, tai hoặc bị hao tổn về tiền của. Trong năm, chú ý có chuyện sầu bi hoặc muộn phiền đưa tới. Các tháng xấu nhất trong năm là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Luận về sao hạn, hạn Diêm Vương tức đại hạn. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư. Năm 2024 gặp đại hạn Diêm Vương, còn chú ý liên quan tới thưa kiện dễ mất mát về tiền bạc. Vợ chồng khó được hòa thuận, tình cảm có nhiều vấn đề mâu thuẫn. Làm ăn kinh doanh, nếu có mưu cầu thì đón được tài lộc. Hạn tuổi năm 2024, nữ mạng Giáp Dần vào năm
Giáp Thìn 2024, Phạm Hạng Kim Lâu và Hoàng Ốc. Vận niên năm 2024, Mã Trúng Đao Sáu. Vận niên này mang ý nghĩa xấu, thể hiện cảnh ngộ của người chiến bị thương. Công việc làm ăn của nữ mạng Giáp Dần có nhiều bất lợi nếu vướng vào tranh chấp. Bản thân cũng bị người khác chống phá trong công việc làm ăn. Giữ nguyên những thành quả công việc như trước đó tốt hơn là phát triển lĩnh vực mới. Vào thời điểm những tháng cuối năm, công việc của nữ mạng tuổi này mới được tốt lên. Luận về tử trụ. Tử trụ có thiên vượng địa hoa. Trong năm, nữ mạng Giáp Dần sẽ đón nhiều may mắn trong cuộc sống và có sự giúp đỡ từ những người quý giá trong gia đình hoặc bạn bè. Tình cảm cũng được đánh giá là vô cùng thuận lợi trong năm nay. Luận giải lá số tử vi của nữ mạng Giáp Dần vào năm 2024 như sau. Tại cùng tiểu vận có các sao: Thanh Long, Bạch Hổ, Quan Đợi. Bộ sau này về tranh đấu cuộc sống, khó khăn tìm được hướng giải quyết, sức khỏe không tốt, cẩn thận vấn đề liên quan tới máu huyết hoặc xương khớp có thể chuyển biến không được như ý. Tại cung xung triệu có các sao: Dậu Thân, Phượng Cát, Tượng Quân, Tang Môn, Mậu. Bộ sau này mang ý nghĩa ra ngoài gặp bất lợi, sức khỏe có chuyện muộn phiền, công việc làm ăn không được kết quả như kỳ vọng. Tại cung tam hợp có các sao: Long Trì, Phi Liêm, Quan Phủ, Truyệt, Bệnh, Hoa Cải, Thái Tuế, Thiên La, Thai. Bộ sau này công việc kinh doanh làm ăn có thể có sự tính toán mới hoặc thay đổi về công việc. Tiền bạc trong năm nay không được tốt, đưa tới những điều bất lợi cũng như khó khăn. Tại cung nhị hợp có các sao: Thiên Khôi, Phúc Đức, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tủ, Mộc Dục. Bộ sau này được quý nhân giúp đỡ nên khó khăn dễ dàng vượt qua được. Gia đạo năm nay thiếu hòa khí, sức khỏe của người già trong gia đình cẩn thận bệnh tật đau ốm. Kết luận. Qua luận giải lá số tử vi của nữ mạng Giáp Dần vào năm 2024 thấy rằng mưu cầu công việc trong năm khá tốt, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc đón may mắn, tình cảm gia đạo thì không được tốt, vợ chồng gặp bất hòa. Có chuyện tang sự đưa tới, xuất hành đi xa trong năm nay, sức khỏe gặp bất lợi đưa tới những chuyện thị phi. Xem tử vi năm 2024 cho nữ mạng Giáp Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Con đường mưu cầu tài lộc đối với nữ mạng Giáp Dần khá tốt, có tài lộc đưa tới, làm ăn trong năm nay dễ sinh ra tiền bạc và đón được vận may. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe dự báo trong năm cần chú ý, nhất là bệnh tật liên quan tới đường huyết áp có thể không được tốt. Ngoài ra chú ý huyết áp kém nên dễ bị đau ốm. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Trong năm, làm ăn trong năm này có mở mang thêm, phát triển thêm những mối liên kết mới trong công việc. Bên cạnh đó còn có sự phấn đấu, nỗ lực cho những mưu sự hay tính toán mới về công việc. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Năm 2024, tình cảm gia đình không được tốt, vợ chồng có thể nảy sinh chuyện bất hòa, cẩn thận có thể đưa tới những chuyện buồn phiền. Ra ngoài vẫn phải thị phi, làm ảnh hưởng tới tình cảm của gia đạo. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Trong năm, xuất hành đưa tới những chuyện bất lợi về tình cảm, có thể gặp thị phi. Ngoài ra, sức khỏe cũng yếu kém. Năm 2024, nữ mạng Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi nào để được hanh thông và thuận lợi? Quý bà nên liên kết hợp tác làm ăn với tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, hoặc tuổi Giáp Dần, tức đồng tuổi, sinh năm 1974, để công việc được hành thông thuận buồm xuôi gió. Màu hợp tuổi năm 2024 đối với nữ mạng Giáp Dần đó là màu xanh. Màu sắc được đánh giá tốt nhất có thể đưa tới các vận cho quý bà.
Màu kỵ tuổi đối với quý bà Giáp Dần đó là màu đen, màu nâu và màu vàng. Hướng tốt xuất hành vào ngày đầu năm mới. Nữ mạng sinh năm 1974, xuất hành vào ngày mùng 1 Tết, đi về hướng Đông Bắc từ lúc 15 giờ đến 19 giờ tính theo giờ địa phương để ngân tiếp hỷ thần. Tổng kết. Năm Giáp Dần 2024 sẽ đem đến cho quý bà nhiều thách thức lẫn cơ hội. Về mặt công việc, năm nay sẽ đem tới nhiều cơ hội mới và động lực mạnh mẽ để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề gia đạo và sức khỏe sẽ cần được chú ý và quan tâm. Mặc dù có thể sẽ phải đối mặt với một số khó khăn, nhưng sẽ có sự kiên nhẫn, nỗ lực. Nữ mạng tuổi Giáp Dần sẽ có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công trong năm 2024.